Rồi bắt đầu là tiếp tục nha, tiếp tục tham quan chợ hoa xuân của Vàm Cống. Thì mình thấy bây giờ bà con đang tấp nập chở hoa đến để trưng bày, để bán cho bà con đây đó. Bắt đầu là ngày càng là đông thêm nha, ngày càng là đông thêm và rất là nhiều hoa luôn đó. Hôm nay là mới 26 hả, nên bà con ở những cái địa phương gần đây người ta chở hoa đến để người ta trưng bày. Đây là hoa cúc nè, cúc mới chở lên. Đâu lên cô? Sa đéc à? Sa đéc hả cô? Sa đéc, nãy sa đéc lên. Dạ, vậy làm bao nhiêu chậu vậy chị? Hả? Cúc này nè chị. Chín chục hả chị? 90.000 một cặp. 90.000 cặp hả? Dạ 90.000 cặp, quá rẻ luôn. Quá rẻ đây luôn là đó. Cúc Tiger. Đúng rồi. Cúc Tiger thì nó lại rẻ hơn Đài Loan như cúc mâm xôi. Đúng rồi. Còn em đây là cúc mâm xôi, em từ Vĩnh Thạnh phải không? Dạ em Vĩnh Thạnh lên. Vĩnh Thạnh. Và giá cúc của em một cúc mâm xôi thì nó cao hơn ha. Dạ cúc mâm xôi nó cao hơn tại trồng lâu tháng hơn cô. Trồng bao nhiêu tháng thì mình có mới đưa được một cái chậu cúc mâm xôi vậy em? Dạ 6 đến 8 tháng mới được một chậu cúc mâm xôi vậy. 6 đến 8 tháng. Bà mua gì bà? Ủng hộ cho em đó, là từ Vĩnh Thạnh chở hoa đến đây bán đó. Cái này hoa hoa gì vậy em? Măng xê. Măng xê. Giống hoa ở Đà Lạt ha. Em bưng cái chậu hoa lên coi. Nhiêu chậu? Em nói nhiêu chậu? Dạ 20. 20.000 chậu hả? Quá rẻ dì ơi. 20.000 chậu là rẻ. Hoa măng xê. Đó là hoa cúc ở Sa Đéc đem lên. Giống hoa này là giống hoa ở Đà Lạt phải không em? Dạ. Rồi bán được một chậu hoa luôn. Đây. Trao cho dì luôn. Và tình cờ là em bán hoa này cũng là một YouTube luôn nha. Và cái kênh của em đây là Sen Hồng Quê Tôi nha. Chủ đề là du lịch ẩm thực cuộc sống, thử thách cái sinh tồn. Thì bạn nào có xem kênh của em bạn trẻ này thì đăng ký ủng hộ cho bạn trẻ mới khởi nghiệp làm giờ YouTube luôn nha. Đó. Ngoài làm YouTube thì còn làm công nhân ở Sao Mai nữa. Rồi dịp Tết thì giúp gia đình là bán hoa. Đó. Rẻ đó dì ơi. Hoa này là giống hoa Đà Lạt luôn nè. Còn cái chậu hoa dừa cạn này nhiêu em? Dạ 30.000 chậu. 30.000 chậu hoa dừa cạn. Bán luôn. Bán thêm một chậu nữa. Đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua mé bên tay trái xem hoa, rồi xem kiển bên đây. Mai.
Ôi, có cây mai khủng. Cây mai rất là lớn. Mấy bên đây, ôi cúc trồng tiền rất là đẹp luôn, rất là nhiều luôn nha. Đây một chị đã mua nhiều một cặp cúc này vậy em? Cặp 120, giá bình dân luôn, cúc rất là đẹp luôn nha mọi người. Ồ, hoa cát tường. Quá chừng. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xin chào và tạm biệt.